Minh Phát xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát. Các bạn đang theo dõi bản tin buổi trưa thứ bảy ngày 23 tháng 1 năm 2021. Và đây là bản tin mới nhất được Minh Phát vừa cập nhật. Tất nhiên là không để các bạn đợi lâu. Sau đây, mời các bạn hãy cùng vào nội dung chi tiết. Các bạn thân mến, giá vàng hôm nay thứ bảy ngày 23 tháng 1 năm 2021, cả thị trường thế giới và trong nước cùng đảo chiều đi xuống. Trong khi giá vàng thế giới chốt tuần vào sáng nay ở mức 1.856 USD, thì giá vàng trong nước tiếp tục giảm 50.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Giá vàng thế giới đã đảo chiều trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm mạnh, hút dòng tiền từ thị trường vàng đổ vào chứng khoán. Ngoài ra, lực chốt lời từ các nhà đầu tư cũng khiến giá vàng thế giới rời đỉnh 2 tuần. Giá vàng SJC trong nước tụt dốc theo diễn biến của thị trường thế giới, về lại sát ngưỡng 56 triệu đồng một lượng. Trong phiên giao dịch hôm qua, thứ 6 ngày 22 tháng 1, giá vàng thế giới đã giảm mạnh trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng. Mặc dù kim loại quý này đang hướng tới tuần tốt nhất trong 5 tuần qua, bởi hy vọng về gói kích thích kinh tế lớn của Mỹ. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng, neo ổn định trên mức 1%, theo đó kéo giá đồng USD tăng, khiến cho công cụ không trả lãi như vàng kém hấp dẫn. Dù vậy, kim loại quý vẫn đang trên đà có tuần tốt nhất trong hơn một tháng qua, khi nhà đầu tư kỳ vọng vào gói kích thích kinh tế tại Mỹ. Tính từ đầu tuần, giá vàng đã tăng khoảng 1,5%. Giới chuyên gia cho rằng, thị trường vẫn đang chờ đợi gói kích thích mới có được Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua như kỳ vọng của tân Tổng thống Mỹ ông Biden hay không. Nhận định về giá vàng trong thời gian tới, nhà phân tích thị trường của Oanda, ông Edward Moza cho rằng mức kháng cự ngắn hạn trong tuần này là 1.900 mỗi đồng ao. Nếu đà tăng được duy trì, sẽ không ngạc nhiên khi chúng ta thấy vàng đạt ngưỡng 1.950 USD vào giữa tháng tới. Tại thị trường trong nước, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý đều đồng loạt giảm giá vàng SJC. Chốt phiên giao dịch trưa nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở chiều mua là 55.850.000 đồng một lượng và bán ra là 56.400.000 đồng một lượng. Như vậy, với mức giảm tiếp tục là 50.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 550.000 đồng một lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tại thị trường Hà Nội niêm yết giá vàng SJC ở mức 55.800.000 đồng một lượng và 56.300.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Giảm 100.000 đồng một lượng ở chiều mua và chiều bán điều chỉnh giảm 50.000 đồng một lượng. Và sau đây, mời các bạn cùng theo dõi bảng giá chi tiết. Vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.850.000 đồng một lượng, bán ra 56.400.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 55.850.000 đồng một lượng, bán ra 56.420.000 đồng một lượng, cũng giảm 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 550.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.900.000 đồng một lượng, bán ra 56.400.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 55.800.000 đồng một lượng, bán ra 56.300.000 đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng ở chiều mua và 50.000 đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji là 500.000 đồng một lượng. Vàng Pinji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.850.000 đồng một lượng, bán ra 56.400.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều mua và giữ nguyên chiều bán. Vàng Pinji tại Hà Nội mua vào 55.850.000 đồng một lượng, bán ra 56.400.000 đồng một lượng, cùng giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều mua và chiều bán giữ nguyên. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Pinji là 550.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý, SJC mua vào 55.900.000 đồng một lượng, bán ra 56.300.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều mua và 20.000 đồng một lượng chiều bán. Tại Minh Hồng, SJC mua vào 56.100.000 đồng một lượng, bán ra 56.300.000 đồng một lượng, tăng 250.000 đồng một lượng ở chiều mua và giữ nguyên chiều bán. Tại Bảo Tín, Minh Châu mua vào 56.350.000 đồng một lượng, bán ra 56.800.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank mua vào 55.950.000 đồng một lượng,
bán ra 56.300.000 đồng lượng. Tại ngân hàng ACB, mua vào 55.800.000 đồng lượng, bán ra 56.300.000 đồng lượng. Tại ngân hàng Sacombank, mua vào 54.380.000 đồng lượng, bán ra 54.580.000 đồng lượng. Tại ngân hàng SCB, mua vào 55.900.000 đồng lượng, bán ra 56.400.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng ở chiều mua và 150.000 đồng lượng chiều bán. Tại ngân hàng Manulife, mua vào 55.700.000 đồng một lượng, bán ra 56.900.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng TPBank Gold, mua vào 55.800.000 đồng một lượng, bán ra 56.300.000 đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng ở chiều mua và 50.000 đồng một lượng chiều bán. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh giảm ở cả chiều mua và chiều bán là 50.000 đồng một lượng. Tại Đà Nẵng, mua vào 55.850.000 đồng một lượng, bán ra 56.420.000 đồng một lượng. Tại Nha Trang, mua vào 55.850.000 đồng một lượng, bán ra 56.420.000 đồng một lượng. Tại Cà Mau, mua vào 55.850.000 đồng một lượng, bán ra 56.420.000 đồng một lượng. Tại Bình Phước, mua vào 55.830.000 đồng lượng, bán ra 56.420.000 đồng lượng. Tại Huế, mua vào 55.820.000 đồng lượng, bán ra 56.430.000 đồng lượng. Tại Biên Hòa, mua vào 55.850.000 đồng lượng, bán ra 56.400.000 đồng lượng. Tại miền Tây, mua vào 55.850.000 đồng lượng, bán ra 56.450.000 đồng lượng. Tại Quảng Ngãi, mua vào 55.850.000 đồng lượng, bán ra 56.400.000 đồng lượng. Tại Long Xuyên, mua vào 55.870.000 đồng lượng, bán ra 56.450.000 đồng lượng. Giá vàng 4 số 9 vàng nữ trang SJC. Nhân 4 số 9 là từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 54.700.000 đồng lượng, bán ra 55.250.000 đồng lượng, giảm 50.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang bố số 9, mua vào 54.350.000 đồng lượng, bán ra 55.050.000 đồng lượng, cũng giảm 50.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang 24K, mua vào 53.505.000 đồng lượng, bán ra 54.505.000 đồng lượng, giảm 49.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang 18K, mua vào 39.442.000 đồng lượng, bán ra 41.442.000 đồng lượng, giảm 37.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang 14K, mua vào 30.247.000 đồng lượng, bán ra 32.247.000 đồng lượng, giảm 30.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang loại 10K, mua vào 21.108.000 đồng lượng, bán ra 23.108.000 đồng lượng, giảm 21.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi trưa hôm nay, thứ bảy ngày 23 tháng 1 năm 2021. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn buổi chiều có thật nhiều niềm vui. Nếu như các bạn cho rằng đây là thông tin hữu ích, các bạn đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.